Thiên Ân Vlog kính chào quý anh chị cô bác đường xa. Hiện tại Thiên Ân đang có mặt tại đường Lê Duẩn, đối diện trước mắt Thiên Ân ở trung tâm Lê Minh Lê Gia, để quay Thiên Ân cho quý anh chị khung cảnh đêm ở đường Lê Duẩn và trung tâm Lê Minh Lê Gia thế nào cho quý anh chị cô bác xem nha. Đó, hiện tại khi Ngân An có mặt ở trung tâm đây, đây mừng ra gia nha quý anh chị. Đó, trung... Đó, khu vực đường Lê Dũng nha quý anh chị. Ở trung tâm Lê Minh Lê Gia nha quý anh chị. Quay cho quý anh chị biết nha. Ở đây đông lắm quý anh chị, cuối cùng ở đây đông lắm, chụp hình bến cảng nhà rồng này nọ, châu này nọ luôn quý anh chị. Cuối cùng đông lắm ở khu vực này, cuối cùng đông.
tới chở vợ con người ta tới chụp là nó không chụp. Tâm đem mình ra da nha quý chị à, bữa nay khắc vắng nha quý chị. Mỗi khi thứ năm thứ sáu là cuối phần, ngày cuối phần bốn ngày cuối phần trời đông ghê luôn nha quý chị. Tối khui à, điện thoại về tối à.
khói khui chụp cho nổi. Màn hình tối lắm. Thiên Ngân Vlog kết thúc chương trình tại đây nha quý anh chị. Hẹn gặp lại quý anh chị chương trình chợ Bến Thành nha quý anh chị. Thiên Ngân Vlog chào tạm biệt quý anh chị cô bác gần xa.